Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Hồ Duy Hải điều tra viên cố tình thay đổi hiện trường như thế nào. Tin chính thức cho thấy Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho biết đã nhận đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của Hồ Duy Hải. Theo đó, Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho biết sẽ xem xét và xử lý đơn theo quy trình và trình tự của pháp luật. Văn bản số 2518 UBTB 14, ông Nguyễn Văn Luận, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã ký. Trong đơn, luật sư của gia đình trình bày, ngay sau khi phiên giám đốc thẩm kết thúc, gia đình đã bất ngờ phát hiện thêm một tình tiết ngoại phạm của Hồ Duy Hải. Và nếu xem xét lại biên bản khám nghiệm hiện trường và các tài liệu về pháp y thì cho thấy hung thủ sát hại nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi chắc chắn thuận tay trái. Đây là hình ảnh, bản ảnh thực nghiệm hiện trường cho thấy Hồ Duy Hải thuận tay phải, trong khi vết cắt cổ đã chứng minh hung thủ thuận tay trái. Trong khi đó, Hải là người thuận tay phải, được chứng minh tại bản khai, thực nghiệm trên hiện trường và kết luận điều tra. Theo dòng sự kiện trên mạng xã hội đến nay, vẫn chưa hết những phát hiện mới về vụ Hồ Duy Hải. Khi công luận được chứng kiến và phân tích những hình ảnh và bút lục cũ của hồ sơ vụ án, đặc biệt là khi những bút lục này đã bị giấu đi khỏi hồ sơ, tạo thành một nghi án mới. Và cũng thật khó hiểu vì sao hành vi làm sai lệch hồ sơ vẫn chưa được khởi tố để điều tra và những sai sót nghiêm trọng được ghi nhận theo kiểu xuề xòa ngay giữa công đường ở cấp độ tối cao nhất của nền công lý quốc gia. Sai sót liên quan đến 12 năm oan ức, chờ tử hình đã được các điều tra viên ở Long An giải thích theo cách giả vờ ngây ngô đến mức khó tin. Đến nay thì công luận đã liên tục đặt câu hỏi về những bút lục bị biến mất, nhưng các cơ quan dường như chưa muốn nghe. Trước đây, luật sư Trần Hồng Phong đã có kiến nghị xử lý hành vi làm sai lệch hồ sơ với 7 điểm cụ thể, trong đó ghi rõ là điều tra viên đã tự tiện giấu đi tất cả các bút lục liên quan đến Nguyễn Văn Nghị. Nhưng cơ quan có thẩm quyền đến nay vẫn câm như hến, trơ lì ra, không có phản ứng gì. Và sự im lặng của cơ quan tư pháp về bản chất chính là một dấu hiệu của tội ác được pháp luật Việt Nam gọi cái tên là không hành động phạm tội. Ví dụ như, thấy người chết đuối mà không cứu cũng là tội phạm. Điều 396 của Bộ Luật Hình sự quy định, người nào có thẩm quyền mà không truy cứu trách nhiệm hình sự, người mà mình biết rõ là có tội thì bị phạt tù từ 6 tháng cho đến 3 năm. Án phạt tù của tội phạm này có thể đến 12 năm. Như vậy, sự im lặng của cơ quan công an, của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An trước dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ rất rõ ràng và không khởi tố vụ án, chính là một tội ác. Động cơ của họ chính là sự bao che cho đồng đội của mình hoặc cũng là sự vô cảm để mặc cho người vô tội phải chết. Đây là hình ảnh. Bên trái là Hồ Duy Hải thực nghiệm hiện trường hành vi giấu con dao và gây án với tấm bảng lật mặt phải ra ngoài. Bên phải là hiện trường vụ án với tấm bảng quay bề trái ra ngoài. Đây là sự cố ý tạo hiện trường thuận lợi cho con dao, vì nếu tấm bảng có mặt trơn quay vào trong thì không có khe để giấu dao. Thiết nghĩ các cơ quan báo chí, các luật sư và gia đình Hồ Duy Hải cần tiếp tục kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền cao hơn về những tội ác như vậy. Công luận cần hiểu rõ, thủ đoạn phổ biến của công chức là im lặng để mưu toan đen tối hoặc che giấu sự sai phạm của người khác. Tuy nhiên, đây chính là dạng không hành động phạm tội, đã rất cụ thể như đã nói ở trên. Một hành vi kỳ lạ nữa của cơ quan điều tra mới được nhà báo Trương Châu Hữu Danh phát hiện. Đó là khi thực nghiệm hiện trường, cán bộ điều tra đã tự ý thay đổi hiện trạng cho phù hợp với chi tiết giấu con dao sau tấm bảng. Xem bản ảnh hiện tại hiện trường, ban đầu thì tấm bảng úp mặt có chữ vào phía trong tường và chìa mặt sau ra ngoài. Để bố trí cho thuận lợi việc giấu con dao, cán bộ đã chủ động xoay mặt phải, tức là có chữ ra ngoài, và mặt lưng bên trong để Hồ Duy Hải có khoảng hở mà giấu con dao. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh đã mô tả việc này như sau. Mũi tên màu đỏ là vị trí được cho rằng Hồ Duy Hải giấu con dao gây án. Bản ảnh hiện trường, bút lục số 401, thì tấm ảnh này úp mặt vào sát tường, đưa phần khung sắt ra ngoài. Không hiểu vì sao khi thực nghiệm điều tra, tấm bảng bị đảo ngược 180 độ là úp phần khung sắt vào phần tường, còn mặt bảng lại quay ra ngoài. Thực tế, nếu đưa lưng bảng vào tường sẽ tạo ra một khoảng rỗng để con dao rất dễ và sẽ không nhìn thấy được vì phần khung sắt sẽ che hết. Còn nếu thực nghiệm mà để tấm bảng như cũ, nhìn vào sẽ thấy ngay con dao. Rõ ràng là việc dàn dựng lật ngược hiện trường như vậy đã làm cho việc thực nghiệm hiện trường không còn có giá trị. Hơn nữa,
Đây là kiểu gán ghép mớm cung và bắt buộc Hồ Duy Hải phải làm theo để chụp ảnh cho đẹp hồ sơ, chứ thực tế vụ án có thể không có hành vi này xảy ra. Đây là hình ảnh chụp Hồ Duy Hải thực nghiệm hiện trường tại bồn rửa tay trong toilet. Đối chiếu với ảnh chụp phóng to vòi nước thấy rõ hai dấu vân tay in trên đó, khả năng cao là của chính hung thủ, nhưng hiện trường không có dấu vân tay nào của Hồ Duy Hải. Về con dao này đã được hồ sơ vụ án xây dựng ra sao, xin tham khảo phần xét hỏi mới đây nhất trong phiên xử giám đốc thẩm như sau. Chủ tọa là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình hỏi: có việc quan trọng mà tôi cũng đồng tình là tại sao không thu được con dao? Điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ án giải thích như sau: đây là vụ án truy xét, khi đó tập trung truy tìm vật sắc nhọn vì vết thương ở cổ. Tổ khám nghiệm cũng đi tìm dao nhưng không phát hiện được. Việc không tìm thấy con dao hung khí này chỉ được lý giải sau khi bắt được Hải. Theo đó, Hải khai là gây án xong, mang dao ra lu nước rửa sạch rồi nhét sâu vào nách. Khi cơ quan điều tra khám nghiệm trên hiện trường xong thì rời khỏi hiện trường, bưu điện cho người dọn dẹp thì có thu được một con dao. Sau được mô tả là sạch sẽ, như mới, dường như là phù hợp với lời khai của nghi can. Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hỏi tiếp: hồ sơ vụ án có tài liệu cho thấy khi khám nghiệm các điều tra viên phát hiện con dao, rồi khi dọn dẹp sau đó cũng phát hiện có con dao, chuôi gỗ hoặc nhựa giả gỗ. Vậy tại sao không thu giữ? Điều tra viên trả lời: con dao hung khí được phát hiện chiều ngày 4 tháng 1 năm 2008. Nhân chứng tức là người dọn dẹp, bưu điện sau khi cơ quan điều tra rời hiện trường, nghĩ dao không liên quan, vụ án thì đốt bỏ. Và có đồng chí Sơn không được phân công điều tra vụ án này được báo về con dao ấy, nhưng công an huyện và đồng chí ấy bảo dao không dính máu, nghĩ là dao sạch nên bỏ đi. Một tuần sau tin báo về tỉnh mới té ngửa, lúc đó về tìm thì đã bị đốt rồi, không phát hiện, thu giữ được là lỗi của cơ quan điều tra. Điều tra viên đã giải thích như vậy. Đây là hình ảnh chiếc thớt dính máu nằm sát đầu nạn nhân mà điều tra viên nói không thu giữ chắc chắn là sai sự thật. Đây là hành vi cố ý chứ không thể là sơ suất. Một thẩm phán chất vấn tiếp: giờ điều tra viên nói là mua dao thớt chỉ để phục vụ nhận dạng hung khí, vậy ý này được ghi trong bút lục tài liệu nào? Hai nạn nhân ăn ở ngủ nghỉ ngay trong bưu điện của voi bị giết, bản ảnh hiện trường cho thấy cái thớt mà cơ quan điều tra lại không thu giữ được thớt đó. Trên cổ nạn nhân có vết cắt, tức là do vật sắc nhọn gây ra, mà cũng không được thu giữ dao. Đây là một điểm cần suy nghĩ. Và ngay cả con dao đó sau khi bị đốt thì chỉ cháy phần cán, thế còn cái lưỡi ở đâu? Điều tra viên nói lưỡi dao đó thì ngặt cái là nhiều người lượm ve chai đi qua, cơ quan điều tra lại tìm không thấy ở chỗ đốt nữa. Cũng theo hồ sơ vụ án, do không tìm thấy con dao hung khí, cơ quan điều tra đã cho vẽ một con dao và đưa bản vẽ này như một tài liệu vụ án. Nội dung xét hỏi của phiên tòa đã xảy ra như vậy. Về phần nhân chứng quan trọng, Đinh Văn Còi, nhà báo Trương Chiêu Hữu Danh kể thêm như sau. Anh Đinh Văn Còi vào năm 2008 là cảnh sát. Anh lại là võ sư dạy võ cho lực lượng công an. Anh có máu mê đá gà cựa, bóng đánh nên đã bị rất nhiều. Và giới đặc tình ở Long An, anh giành 6 câu. Còn mấy thanh niên mới lớn như Hải, anh không chơi thì cũng biết mặt. Anh là người có bản khai vào ngày 15 tháng 1, tức là ngay hôm sau vụ thảm sát. Phải công nhận là dân có nghề nghiệp nên anh nhớ cả vị trí ngồi và cách ngồi, do bị khuất nên tôi không biết cô gái ngồi ghế gì nhưng ngồi cao hơn người thanh niên. Quả thật hiện trường có cái ghế xoay khuất ngay sau cái ghế salon và cái ghế này cao hơn mặt ghế salon một chút. Nhận dạng vân, anh mô tả chính xác là áo vải trắng, da ngăm và độ tuổi là khoảng 23, tức là Vân 21 tuổi. Có một thông tin đáng quan tâm là hồ sơ vụ án không thấy bút lục nhận dạng Hồ Duy Hải của anh Còi và anh Trí. Và thông tin cũng rất đáng quan tâm như sau. Những người chơi với anh Còi kể, sau khi Hải bị bắt, anh Còi có nói đại ý là: ủa, thằng Hải nó hiền lắm mà, sao kỳ vậy? Điều này có nghĩa là nếu cho anh Còi nhận dạng thì Hải không phải là người anh Còi nhìn thấy. Chỉ tiếc là dòng đời xô đẩy anh Còi theo Hắc Bảo Bạch giờ đã bị bắt. Nếu vụ án điều tra lại, anh Còi sẽ là nhân chứng minh oan cho ngoại phạm của Hải. Nhà báo Trương Chiêu Hữu Danh đã đưa ra kết luận như vậy. Và rõ ràng anh Còi là người biết Hồ Duy Hải trước. Việc không cho anh Còi nhận dạng Hồ Duy Hải chắc chắn là hành vi cố ý, vì biết chắc rằng khi anh Còi khẳng định không phải Hồ Duy Hải thì điều tra viên bắt buộc phải tìm nghi can khác. Đây là hình ảnh
Bản ảnh hiện trường cho thấy hai chiếc ghế cao thấp khác nhau sát salon, cho thấy quan sát của anh Đinh Văn Còi là chính xác. Tại biên bản ghi lời khai vào ngày 15 tháng 1 năm 2008, bút lục số 139 và 140, anh Đinh Văn Còi khai như sau. Anh Còi trình bày cho biết khoảng thời gian từ 19 giờ cho đến 21 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2008, anh có đến bưu điện Cổ Voi hay không? Tôi Còi trình bày là khoảng 15 giờ, tôi với anh Tý ở gần nhà, tôi có đi công chuyện ở Bến Lức, sau đó Tý chở tôi về bằng chiếc xe Way của Trung Quốc, biển số xe tôi không nhớ, tức là xe của Tý. Sau khi về đến Cầu Ván, ghé vào ăn cháo vịt, khi ăn xong, tôi nhìn đồng hồ, lúc đó khoảng 19:30, tôi mới kêu Tý chạy về Long An. Trên đường đi đến bưu điện Cầu Voi, tôi kêu Tý ghé vào để tôi mua các điện thoại. Tôi và Tý mỗi người mua một cái các 100.000, tôi và nạp tại chỗ, còn Tý có nạp hay không, tôi không thấy. Sau đó, Tý chở tôi về phòng, lấy xe Honda, rồi tôi chạy về nhà. Khi ghé bưu điện, anh thấy ánh sáng bên ngoài, bên trong có hay không? Tại đây có mấy người, bên ngoài có phương tiện gì hay không? Cũng là câu hỏi được đặt ra. Khi Tý chở tôi vào ghé vào bưu điện Cầu Voi, lúc đó khoảng 19:40. Trước khi quẹo vô, tôi thấy đèn bên ngoài và bên trong còn sáng. Bên ngoài trước bưu điện không có xe cộ gì cả. Bên ngoài đường vắng ít người qua lại. Tôi bước vô, đứng sát quầy, tôi nhìn thấy tại đây có 3 người, một nam, hai nữ. Tất cả đều ngồi ở salon phía sau quầy. Anh chỉ bày cho biết khoảng cách, đặc điểm, vị trí của từng người như thế nào và thái độ họ lúc đó ra sao. Tôi đứng từ ngoài quốc lộ nhìn vào. Bên trái là cây quầy điện thoại thì có một nữ, mặt tiền da ngăm, mặc áo vải trắng, đi lại ghế phía trong, quầy ngồi. Tôi mới nói mua cắt nên tôi tự đưa tiền thì em gái này cầm tiền và nạp tiền mua điện thoại cho tôi. Em gái đó khoảng 23 tuổi, lúc này Tý đứng bên tay phải của tôi. Tôi nhìn vô phía sau quầy, cách chỗ tôi đứng khoảng 4 mét, thì thấy có bộ salon màu nâu đen đặt phía bên phải khi nhìn vào. Bên trái salon có một thanh niên khoảng 28-30 tuổi, đang ngồi hướng mặt ra lộ. Người hơi mập, tròn da trắng, mặt tròn, tóc hơi rượm, mặc áo thun, có cổ màu vàng nhạt, ngắn tay. Còn bên phải của thanh niên đó có một nữ đang ngồi gần cửa ra phía sau của bưu điện. Tôi không để ý xem ngồi ghế gì, nhưng tôi thấy cao hơn người ngồi thanh niên này. Hai người ngồi gần nhau nhưng tôi thấy không ai nói chuyện cả. Câu hỏi được đưa ra tiếp theo. Thời gian anh đến bưu điện bao lâu? Lúc đó ai đến không? Tôi và Trí nạp các điện thoại khoảng 5 phút trở lại. Lúc đó không có ai đến cả. Đây là hình ảnh đôi dép xốp để lại tại hiện trường có dấu in trên mặt ghế nằm dưới vũng máu. Có chân của nạn nhân gác lên trên. Đôi dép này có số 37. Trong khi chân của Hồ Duy Hải có số 42. Điểm mâu thuẫn này rất rõ ràng nhưng cơ quan điều tra không giải thích. Cáo trạng cũng không nghi ngờ, các cơ quan xét xử vẫn tuyên Hồ Duy Hải tử hình. Vào tóm tắt vụ án này, nhà báo Trần Đình Thu đã bình luận trên trang Facebook của mình như sau. Không có dấu vân tay, không vật chứng, không nhân chứng, không nhận tội, nghĩa là không có gì hết, vẫn xử tử hình. Và cho tới thời điểm này, Hồ Duy Hải có thể nói là mọi thứ đều không. Không có dấu vân tay hoặc các dấu vết khác để lại tại hiện trường như dấu dép hoặc dấu chân hoặc vật dụng gì của Hải. Không có các vật chứng như tài sản của nạn nhân thu được tại nhà Hải hoặc nơi Hải cất giấu tẩu tán. Không có các vết máu nạn nhân, tóc thu được trên quần áo Hải. Không có ai nhìn thấy Hải có mặt trước hoặc sau khi gây án tại hiện trường. Và thời gian xác định Hải có mặt tại hiện trường không hợp lý. Các dấu hiệu tại hiện trường không phù hợp với Hải. Và ban đầu Hải cũng không nhận tội một cách rõ ràng. Và sau đó liên tục kêu oan. Thực nghiệm hiện trường không khớp với tình tiết được đặt ra. Nói tóm lại là không thấy một chút dây mơ dễ má nào hết, không dính líu gì đến. Mà bao nhiêu cấp tòa vẫn tuyên tử hình một con người. 12 năm tuổi thanh xuân đã qua đi trong chốn lao tù. Liệu có còn sống được bao lâu nữa khi những kẻ như viện trưởng Viện Kiểm sát Long An đòi giết quách đi kẻo tốn thời gian. Và em sinh ra vào giờ nào mà cay đắng vậy hở em? Ông Trần Đình Thu đã cay đắng nói như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba, ngày 2 tháng 6 năm 2020 với bản tin Vụ Hồ Duy Hải, điều tra viên cố tình thay đổi hiện trường như thế nào. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa
thời báo.de.